Mới đây, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng quý 3, quý 4 2022 và những giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. Theo kịch bản này, nếu chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3 đạt 9,8%, quý 4 đạt 10,3%, thì dự kiến cả năm chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ đạt con số 9,5%. Về xuất nhập khẩu, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu quý 3 dự kiến đạt 9,3%, 9 tháng đạt 14,6%, quý 4 âm 3,5%, thì dự kiến cả năm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,5%. Về cán cân thương mại, cả năm xuất siêu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường trong nước, mức độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng dự kiến cả năm sẽ đạt con số 18,3% và mức độ tăng trưởng thương mại điện tử B2C sẽ đạt 20%. Bộ Công Thương cũng đưa ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện như tăng cường quản lý, kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán gian lận thương mại, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất công nghiệp.